Con nãy giờ hai đứa chưa mở được à con? Thôi chưa mở được ạ, để mẹ mở cho nào. Ngồi yên đi, không nghịch ra con. Đó, nhẹ nhàng. Khéo, dễ không? Đây, cho em. Để em mở cái này cho mẹ. Em mở cái túi này ra cho mẹ. Đi đi, mở ra cho mẹ. Mẹ giúp nào. Rồi con mở bên đấy đi. Đi mở đi, này. Giấy mà. Mẹ cắt nha. Kìa Titi kìa, chị Gấu cho cái túi kìa. Cho em chơi với kìa, con lấy cái, con lấy cái chốt cái nắp kia đưa cho em kìa. Đó. Mày cái chốt đấy đưa cho em chơi. Chiếu to cũng lù. Từ từ để mẹ bóc nè con. Ăn rồi. Chưa, mẹ đã bóc xong đâu. Vỡ, tan vỡ, tan vỡ. Tan vỡ ăn được. Vỏ sao ăn được? Vỏ ăn đắng lắm. Con kéo cái túi ra. Này con mở cái miệng túi ra đây này. Mẹ chỉ cho. Đây, mở cái miệng túi này nhặt gọn hết vỏ vào. Bỏ hết vào trong ấy. Ê da, nó cứng. À, một miếng to chưa? Nhặt hết vỏ luôn con, cho nó gọn gàng sạch sẽ tí, ăn cho nó ngon. Gần xong rồi, hình như mẹ mua vỏ bữa này không mẹ ngon. Bỏ ok, bỏ vô luôn nha. Wow, to chưa? Thế thì để mẹ bóc cho. Mẹ bỏ đây. Bà mẹ cảm ơn em.
cho vào luôn. Rồi nhặt hết cả mấy cái vỏ xanh kia luôn con. Ok, đi tìm nào, chờ tí nhá. Chôm. Đi ngồi xuống đây đi con. Bà bỏi. Rồi hết rồi. Đây đây đây, con này. Cố gắng. 1 2 Đi. Đi ngồi quay lại đi về mẹ cho nào. Cho đi. Nào, rồi, rồi rồi, ngồi lại đây, ngồi xuống đi. Rồi, ngồi xuống. Ý ạ. Đi ngồi lại đây, ngồi quay lại, ngồi quay lại. Ngồi lại. Wow, ngon chưa? Ngon kìa. Từ từ đi, để yên mẹ lấy cho. Này mẹ cho gấu trước. Cho ăn một miếng trước. Cho tí tí một miếng nữa. Đây, có tí tí đây. Ngon quá nhỉ. Ngọt không gấu? Ngọt. Ngon không tí tí? Đi ngồi xuống ăn đi con, ngồi xuống ăn, ngồi xuống đây ăn. Rồi, đây. Này này, đây mẹ cho này, bóc bữa được rồi, con đây. Tự còn mà ăn chứ. Đây mẹ bóc cho gấu đây. Đây. Bóc cho con một múi siêu to luôn. Đây. À đây á, ít thế á. Thế đây cho ti này. Đi cầm đấy, cầm đấy không tốt. Đấy thì cầm nó hết rồi. Đây này. Đây đây đây. Trời ơi, biết rồi, con ngồi xuống đây đi. Đây ngồi xuống đây. Đi.